Núi lửa Philippines phun trào khiến dân sơ tán khẩn cấp, nhiều chuyến bay bị hủy. Hôm nay ngày 4 tháng 6, chính quyền Philippines đã sơ tán khẩn cấp nhiều người dân sau khi ngọn núi lửa Calam ở đảo Negros, miền trung Philippines phun trào dữ dội. Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines, FIVON, cho biết từ tối qua, núi lửa Calam phun trào dữ dội, tạo ra ít nhất 43 trận động đất núi lửa cùng các cột tro bụi bốc cao tới 5 km. FIVON lập tức nâng cảnh báo núi lửa Calam lên cấp độ 2, cấp độ bất ổn gia tăng. Chính quyền tỉnh Negros Oriental kích hoạt lực lượng quản lý và giảm nhẹ thiên tai cấp tỉnh để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Hôm nay, hơn 1.000 người dân sống gần núi lửa đã đi sơ tán khẩn cấp, chuyển sang sống trong các lều tạm để tránh tro bụi, mùi lưu huỳnh bao phủ các ngôi làng. Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang khi ra ngoài trời, không đi vào khu vực bán kính 4 km quanh miệng núi lửa, đề phòng bùn, lở đất, đá, có thể bất ngờ xảy ra. Tại thành phố Calam, ước tính ít nhất 23.000 dân chịu ảnh hưởng từ núi lửa phun trào, trong khi nhiều công sở, trường học, điểm du lịch phải ngưng hoạt động. Chính quyền đã phân phối 40.000 gói cứu trợ thực phẩm cùng nước sạch, khẩu trang, thuốc men cho người dân. Cơ quan hàng không dân sự Philippines cho biết, sân bay Bacolod, Silay trên đảo Negros tạm đóng cửa, hơn 60 chuyến bay bị hủy bỏ làm ảnh hưởng tới hơn 5.000 hành khách. Núi lửa Calam nằm giữa các tỉnh Negros Oriental và Negros Occidental thuộc đảo Negros của Philippines. Cao 2,465 m so với mực nước biển, Calam là một trong 24 ngọn núi lửa còn hoạt động ở Philippines, quốc gia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Lần gần nhất núi lửa Calam phun trào là vào năm 2017. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.